Giác Kinh Tập 132 Người giảng Lão Hòa Thượng Tình Không Tại vì sao không thể nói rõ Người trưởng thành Đều phải sĩ diện Cha mẹ Lão sư Đều phải chú ý phải duy trì tôn nghiêm của bạn thế nhưng bạn có lỗi lầm thầm dạy bạn hy vọng bạn từ trong âm thầm có thể hồi đầu giác ngộ thay đổi tự làm mới cho nên thi thư ca từ của trung quốc phần nhiều đều là ngầm dạy bảo không nói trắng ra sau 40 tuổi Nếu có lỗi lầm Ám thị thì không thể được Không nói được Bạn có chỗ nào hay Tán tháng bạn Bạn có lỗi lầm Tuyệt đối không nhắc đến Cũng chính là nói Sau 40 tuổi Không thể dạy rồi Thế nhưng chúng ta tưởng tượng ngày nay chúng ta gặp phải tai nạn, đại nạn. Cái nạn này chính là trên kinh vô lượng thọ nói, tiên nhân bất thiện. Tiên nhân là cha mẹ, thầy giáo của chúng ta, bất thức đạo đức, họ không thúc đối với đại đạo lý này không hiểu rõ vô hữu ngộ giả không có người dạy bạn hành động việc làm của chúng ta cả thân tội nghiệp phật bồ tát xem thấy lượng thứ cho chúng ta thù vô quái tha không trách chúng ta Ngày nay chúng ta dạy bảo Đối với quần chúng rộng lớn trong xã hội Chỉ có giảng kinh nói Pháp Mọi người nghe rồi Nghe rồi cảm thấy ta có tâm bệnh này Quyết không phải nói bạn Chúng ta giảng kinh không có đối tượng Bạn nghe rồi Việc này dường như chính là tâm bệnh của ta có thể thấy được bạn giác ngộ rồi Sau khi ngộ rồi Bạn phải sửa Bạn nghe hiểu Hiểu tường tận rồi Phát hiện tâm bệnh của chính mình Nói với các vị Đây gọi là khai ngộ Đem tâm bệnh của chính mình Cải đổi lại Đó gọi là tu hành Bạn là thật tu Biết được tâm bệnh chính mình Nếu không chịu tu Tuy ngộ không tu Cùng chưa ngộ không có gì khác nhau Cho nên học Phật Chân thật có công phu Chân thật có được thọ dụng Không gì khác hơn Tùy thuận giáo huấn của Phật Đà chúng ta liền thành tựu. Phạm hễ là người không thể thành tựu. Tuy là học Phật, vẫn là tùy thuận theo phiền não tập khí của chính mình. Vẫn là tùy thuận dòng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Loại người này cả đời cũng không thể có được thành tựu. Chỉ là ở trong Phật Pháp Kết một chút thiện duyên với Phật Bồ Tát Lão Sư Lý thường nói Đáng sanh tử như thế nào Vẫn phải sanh tử như thế đó Không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Dẫn chứng kinh điển Nhắc nhở chúng ta Người hủy bán chánh pháp Đọa vào trong A Tỳ địa ngục Không chỉ một kiếp Cái thế giới này hoại rồi Thành trụ hoại không Họ chuyển đến thế giới khác A tỳ địa ngục Để thọ tội Luân chuyển như vậy Trải qua Trăm ngàn kiếp A tỳ địa ngục Vẫn không cách gì ra khỏi Do nguyên nhân gì Hủy bán chánh pháp Tội nghiệp cực trọng cho nên hủy bán chánh pháp phá hòa hợp tăng là tội nghiệp cực trọng trong tất cả tội nghiệp chúng ta lật lại xem nếu như là hộ trì chánh pháp bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp công đức đó tất cả chư phật như lai nói không cùng tận tội nghiệp cực trọng phước báo cực lớn đều ở trong khoảng một niềm lần này cư sĩ lý mộc nguyên hướng dẫn mọi người đến trung quốc bái sơn tham học các đồng tu bắc kinh bên đó rất là quan tâm đối với ông Mời ông đến y diện hiệp hòa Là một lần kiểm tra sức khỏe Báo cáo kiểm tra Khiến cho người xem rất là lo lắng Không lý tưởng lắm Bắc Kinh bên đó Gọi điện thoại gửi phát cho tôi Cư sĩ Lý Mười năm trước những tấm phim ít quang đó không có tặng cho họ xem, tặng cho họ xem thử xem khiến người xem giật mình. Cái thể nghiệm này ở người bình thường là tương đối nghiêm trọng, ở nơi ông thì không hề có việc gì Ông không phải người phạm Dùng cái nhìn của người phạm Để xem ông Thì sẽ thấy sai Vì sao vậy? Người phàm có ta Có ta thì sẽ có bệnh Bồ Tát không có ta Không có ta thì không có bệnh Ai bị bệnh? bồ tát mỗi niệm vì tất cả chúng sanh không có chính mình tất cả phật sự phật sự chính là sự nghiệp lợi ích tất cả chúng sanh gọi là phật sự nếu như thành tựu chúng sanh có phước nếu như không thành tựu chúng sanh không có phước chúng ta xem thấy đồng tu singapore có phước báo hay không phải nên có thể tin tưởng người nghe kinh nhiều đến như vậy người niệm phật nhiều đến như vậy cái khu vực này có phước báo đạo tràng này của chúng ta xem ra vẫn không tệ tương đối hưng dường thế nhưng so với đạo tràng của người xưa kém rất xa hiện tại đạo tràng này của chúng ta mỗi ngày giảng kinh hai giờ đồng hồ niệm phật hai mươi bốn giờ đồng hồ không gián đoạn thế nhưng buổi tối số người niệm phật không nhiều chúng ta hy vọng đến năm tới sau khi qua tết rồi giảng đường giảng kinh phải nên có 4 giờ đồng hồ mỗi ngày phải có 4 giờ đồng hồ các vị đồng tu phải phát tâm hiện tại các vị mỗi một tuần lễ giảng một giờ đồng hồ hy vọng năm tới mỗi một tuần lễ có thể giảng 2 giờ đồng hồ thêm một giờ đồng hồ buổi chiều giảng 2 giờ đồng hồ Buổi tối giảng 2 giờ đồng hồ Phải có 4 giờ đồng hồ giảng kinh Niệm Phật đường đồng tu niệm Phật phải nhiều Cứu giảng kiếp nạn Tự lợi lợi người Công đức chân thật nếu như chúng ta không nỗ lực làm khi gặp phải tai nạn thì không thể nào hối kịp phải nên biết chúng ta ở niệm phật đường này niệm phật công đức vô lượng vô biên chỉ cần bạn ở nơi đây niệm mỗi câu mỗi chữ từng câu phật hiệu đều là hồi hướng đến tất cả chúng sanh khổ nạn thế giới này chúng ta là vì cái niệm này đây chính là hồi hướng ta đến nơi đây niệm phật không phải vì chính một mình ta vì tất cả chúng sanh Cho nên niệm Phật nghe kinh Nghe kinh Quỷ thần đều muốn xin nghe Hiện tại có rất nhiều người không biết được Trai đường lầu hai chúng ta Ở nơi đó Truyền hình mở phát băng ghi hình Giảng kinh 24 giờ không gián đoạn Có rất nhiều người nói không có một người nào truyền hình mở để không thì phí không phải là mở uổng phí là quỷ thần yêu cầu cho nên cũng có đồng tu hỏi họ các người muốn nghe kinh vì sao không đến giảng đường để nghe tại vì sao không đến niệm phật đường để niệm phật họ nói giảng đường ánh sáng quá lớn Niệm Phật đường, giảng đường có Phật quan Khi họ muốn bước vào cửa để vào Họ nói Họ rất là khó chịu Không chịu nổi Yêu cầu ở lầu 2 Cho nên chúng ta để cho những quỷ thần này Quy y cho họ Truyền thụ tam quy cho họ Họ ở nơi đó nghe 24 giờ đồng hồ Không gián đoạn Chúng ta ở nơi đây Quỷ thần yêu cầu nghe kinh Lần trước Các vị cũng đã nghe qua Cư sĩ Tề Ở Đông Thiên Mục Sơn Hàng Châu Báo cáo qua với các vị Những quỷ thần bên đó cũng yêu cầu nghe kinh Họ bên đó mỗi ngày Cũng mở phát địa giảng Đại khái là mở băng ghi hình 2 giờ đồng hồ quỷ thần yêu cầu tăng thêm thời gian hai giờ không đủ thế nhưng họ trên núi không có điện khi họ mở phát băng đĩa dùng chính mình lắp đặt một máy phát điện nhỏ thế nhưng vẫn là phải đáp ứng yêu cầu của quỷ thần phát thêm một ít thời gian nữa quỷ thần đều yêu cầu nghe kinh gần đây tôi lại nghe trung quốc đại lục cũng có rất nhiều quỷ thần yêu cầu nghe kinh yêu cầu niệm phật đáng được chúng ta cảnh tỉnh nếu chúng ta không làm hối hận không kịp đại sư thiền đạo ở trong chú giải của quán kinh có mấy câu nói khai đạo chúng ta ngài nói ngũ nghịch bán pháp không được giảng sanh là phật phương tiện nói ý của phật khuyến khích chúng ta không nên tạo trọng tội. Ý nghĩa chính ngay chỗ này. Năm nghịch mười ác, hủy bán chánh pháp. Chỉ cần bạn đến khi lâm chung không hủy bán, cũng có thể giảng sanh. Khi lâm chung sám hối, ngày trước hủy bán là sai. đều có thể giảng sanh có thể thấy được từ bi của nhà phật chân thật là không thể nghĩ bàn thế nhưng chúng ta phải ghi nhớ con người ở thế gian này khổ đau ngắn ngủi Đồng tu trung niên trở lên Đều đã có cảm xúc này Người già 60 tuổi trở lên Cảm xúc rất là rõ ràng Nghĩ lại ngày trước 6-70 năm Giống như ở trong mộng vậy Cũng giống như mới ngày hôm qua tuy là đã quán sát được nhân sanh khổ đau ngắn ngủi hà tất phải tạo nghiệp trong phật pháp nói được rất nhiều dạng ban tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân hà tất tạo tác tội nghiệp hà tất so đo với người bạn chân thật nghĩ thông rồi nghĩ tương tận rồi quyết định không tạo ác nghiệp quyết định không làm những việc tổn người lợi mình quay đầu lại làm nhiều việc tổn mình lợi người đây là bạn tu phước tương lai bạn có thể mang đi được chúng ta chính mình ở trong ngày tháng ngắn ngủi chịu một chút khổ nạn có tính vào đâu phải nghĩ đến đời sau thời gian rất dài không luận rơi vào trong cõi nào thời gian đều dài Nếu bạn có thể sanh thiên Khi hưởng phước dài Nếu bạn đọa ba đường Thời gian thọ khổ dài Chỉ riêng cõi người Thời gian này rất là ngắn Không thể không giác ngộ Lời mà Phật dạy cho chúng ta Mỗi câu đều là lời hay Một câu đối với chúng ta Có lợi ích dài lâu chân thật Không phải lợi ích Ngài Lợi ích chúng ta Phật dạy chúng ta Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Đối nhân sự thế tiếp vật phải tu sáu ba la mật sáu loại viên mãn tu bố thí bố thí là buôn xã buôn xã tham sân si mạng buôn xã tự tư tự lợi toàn tâm toàn lực làm việc lợi ích xã hội lợi ích quần chúng sự nghiệp lợi ích chúng sanh đây gọi là bồ tát nghiệp tôi thường hay khuyến khích các đồng tu chúng ta chỉ có một tâm thiện chân thành Thiện ý chân thành Thiện hạnh chân thành Đây chính là Phát tâm Bồ Đề Tu Bồ Tát Đạo Đây là chân thật Ngoài việc này ra Đều là giả Là giả thì không nên làm chúng ta phải làm thật chân thật có thể giữ ba cái thiện phấn đấu ba thiện bạn nhất định được chư phật hậu niệm long thiên thiện thần bảo hộ thiên tai nhân hòa bạn đều có thể tránh khỏi Đây là chân thật. Nhất định không thể nào tạo ác. Quá khứ tạo tác ác nghiệp, hiện tại phải có thể hối cải. Cái lỗi tự làm mới thì tốt. Người tạo tác tất cả tội nghiệp phần nhiều là không thể tin tưởng Phật pháp. cho dù ở trong phật môn nhận qua tam quy ngũ giới đó là trên hình thức không phải chân thật họ đối với cái gì gọi là phật pháp họ tuyệt nhiên không lý giải thậm chí đến hiểu sai giải sai đây đều là do nguyên nhân ít nghe kinh cho nên kinh giáo phải nghe nhiều thường thường nghe quan niệm sai lầm của chúng ta mới có thể chuyển đổi lại ngay trong đồng tu chúng ta không chỉ là tại gia đồng tu xuất gia rất nhiều quan niệm sai lầm vẫn cứ là không thể chuyển đổi ở trong cuộc sống thường ngày vẫn là tùy thuận phiền não tập khí do nguyên nhân gì nghe kinh quá ít rất ít chúng ta mới là hiểu rõ tại vì sao năm xưa thế tôn còn tại thế hết lòng hết dạ giảng kinh hơn 300 hội, nói pháp 49 năm. Mỗi ngày giảng 8 giờ đồng hồ. 49 năm không gián đoạn. Vì là cái gì? Vì khuyến hóa tất cả chúng sanh giác ngộ hồi đầu. Vì khiến tất cả chúng sanh được lợi ích ngài chính mình sớm đã thành phật rồi không vì chính mình vẫn phải làm để làm gì chư phật bồ tát chỉ có một việc vì chúng sanh nếu chúng ta muốn học phật chính ngay chỗ này mà học phật mỗi niệm cũng phải vì tất cả chúng sanh người tạo tác tội nghiệp trong kinh phật nói tội chướng của họ nói ra được rất nhiều bình thường chúng ta nói hai chướng ba chướng đây là nói chung chướng ngại quá nhiều vô lượng vô biên nói không hết thông thường mà nói thứ nhất không gặp được cơ hội tu học không thấy phật không gặp được thiện tri thức đây là chướng nặng vì sao vậy thấy phật có thể gặp thiện tri thức ngay đời này cơ hội được độ liền có nếu như cả đời này không gặp được nhất định là tùy nghiệp lưu chuyển loại chứng thứ hai không được lắng nghe chánh pháp cho dù thấy được phật gặp được thiện tri thức họ có chướng ngại không thể nghe pháp phàm hệ đến giảng kinh nói pháp họ luôn là có việc khác chướng ngại họ cái chướng này còn quan trọng hơn phía trước nghe pháp mới có thể giác ngộ không nghe pháp gặp được phật gặp được thiền trí thức có thể trồng được chút phước chắc chắn không thể chuyển mê thành ngộ then chốt giáo học của phật pháp chính là chuyển mê thành ngộ nhà phật thường nói sơ học cái giai đoạn thứ nhất là chuyển ác làm thiện đây là phước tu phước giai đoạn thứ hai là chuyển mê thành ngộ là tu huệ phước huệ sông tu mới có thể chuyển phàm thành thánh nếu như chỉ có thể làm được điều thứ nhất chuyển ác thành thiện bạn đời sau hưởng phước báo trời người không ra khỏi ba cõi nếu muốn thoát luân hồi ra ba cõi nhất định phải trí tuệ nhất định phải chuyển mê thành ngộ đây là trung tâm giáo học của phật pháp loại chứng thứ ba không thể thừa sự chư phật đây là đương nhiên cái tầng này thì khó Ở thế gian này chúng ta không dễ gì làm được Thế nhưng giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Thì làm được Mỗi ngày bạn có thể đi cúng dường Mười phương vô lượng vô biên chư Phật Đây là từ trên quả mà nói Hai loại chướng phía trước là từ trên nhân mà nói loại này là chướng ở trên quả bạn không có năng lực tùy ý thân cận tất cả chư phật như lai chúng ta tu phước tu huệ thực tế mà nói chính là hy vọng có thể thành tựu công đức viên mãn thế nhưng chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ tưởng có người nào mà không tạo tội nghiệp năm tội nghịch này tội nghịch khác thì càng không cần phải nói chúng ta đối với cha mẹ tuy là không có giết hại lừa gạt cha mẹ là việc rất bình thường giết hại cha mẹ tội cực trọng lừa dối cha mẹ tội cũng không phải nhẹ lừa dối thầy giáo thì càng không cần phải nói thi cử còn quay đề quay đề không phải là lừa dối thầy sao không chịu chăm chỉ nỗ lực dùng công đọc sách lừa dối thầy lấy điểm số cho nên bạn từ trong phật kinh để xem tội lỗi đều không nhẹ thế nhưng chỉ cần chúng ta có thể hồi tâm chuyện ý chỉ cần sám hối niệm phật niệm phật ý nghĩa của hai chữ này sâu rộng vô tận tại vì sao vậy trên Kinh Hoa Nghiêm Nói với chúng ta Bất cứ một pháp môn nào Đều viên dung hàm nhiếp tất cả pháp môn Nhà Phật nói Tám dạng bốn ngàn pháp môn Mỗi một pháp môn Đều hàm nhiếp Tất cả pháp môn Mỗi môn đều là như vậy Chúng ta làm gì hiểu được cái đạo lý này niệm phật phải niệm bằng cách nào mới có thể viên nhiếp tất cả pháp môn chúng ta đem phật pháp quy kết thành một tổng cương lĩnh để các vị dễ dàng nhớ dễ dàng học tập tâm chân thành. Tâm thanh tịnh. Tâm bình đẳng. Tâm giác ngộ, tâm từ bi. Chúng ta dùng cái tâm này niệm Phật. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta nhìn được thấu, buông được xuống tự tại tùy duyên mà không phan duyên đó gọi là niệm phật cho nên mười câu này trong mỗi một câu đều viên nhiếp chín câu khác niệm phật như vậy là chân thật hồi tâm sám hối niệm phật cho dù ngày trước vô tri tạo tác năm nghịch mười ác chúng ta lâm chung vẫn là có thể giảng sanh a di đà phật chân thật là đại từ đại bi thế nhưng bạn nếu như cả đời không chịu quay đầu Không chịu cải lỗi Vì thì không còn cách nào Sau khi chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này Các vị đồng tu tại gia Phải chân thật phát tâm Đối với con cái trong gia đình Phải cố gắng dạy cho tốt giáo dục học đường tuy là không nói xã hội đại chúng cũng phải nhìn đến chúng ta làm từ trong gia đình tôi vào hai năm gần đây nghe nói người nước anh đã bắt đầu làm Họ làm được rất tốt Các bé nhỏ ở trường mầm non Đều có giáo trình Phật học Họ bắt đầu từ gốc Từ mầm non, tiểu học, trung học, đại học Đều có giáo trình Phật học Úc Châu hiện tại cũng làm theo úc châu gần đây cũng bắt đầu làm từ trường mầm non tôi lần trước đến thăm viếng úc châu một số quan viên úc châu mong muốn chúng ta cung cấp cho họ giáo trình sau khi tôi trở lại nói với các thầy trong lớp bồi dưỡng của chúng ta hy vọng các vị lưu ý chúng ta biên soạn một số giáo trình cung cấp cho họ làm tham khảo người nước ngoài giác ngộ rồi người nước ngoài quay đầu rồi chúng ta vẫn là trơ trơ như người gỗ vẫn không biết quay đầu Cho nên tôi liền nghĩ đến Người nước ngoài vì sao có thể nghĩ đến vấn đề này Nước Anh là quốc gia kỳ tô giáo Úc Châu cũng là quốc gia thiên chúa giáo Kỳ tô giáo Làm sao nghĩ ra muốn học Phật Vẫn là muốn dạy các bạn nhỏ bắt đầu từ nhà trẻ Tôi nghĩ đây đều là vào thập niên 70 Bị ảnh hưởng của tiến sĩ Than Ân Tỷ Lời của tiến sĩ Thang Ân Tỷ Đã không uổng phí Nếu như họ chân thật nỗ lực Từ nhỏ đã tiếp nhận giáo trình của Phật Pháp Công đức của tiến sĩ Thang Ân Tỷ Thì quá to quá lớn chúng ta biết người úc châu ở vào hai ba thế kỷ trước tạo tác ác nghiệp cực trọng họ chính mình cũng biết họ là tín đồ Thiên Chúa giáo, tín đồ Kitô giáo. sâu sắc tin vào lời tiên đoán của ngày tận thế. Ngày trước còn có một tạp chí đến phỏng vấn tôi. Hỏi tôi, theo cách nhìn của họ cho là năm 1999 là ngày tận thế của thế giới. Đây là từ trong Thánh Kinh mà có. Nói đến ngày tàn của thế giới, xem thấy tai nạn hiện tại của toàn thế giới, dường như là dự báo ngày tàn của thế giới. Càng ngày càng rõ ràng. Tạp chí lấy cái này làm chủ đề Để thảo luận vấn đề này Tôi nói với họ Trong Phật Pháp Không có cách nói ngày tàn của thế giới Thích Ca Ni Phật Nói với chúng ta Pháp dần của Phật 12.000 năm Chánh Pháp 1.000 năm Tưởng Pháp 1.000 năm Mạc Pháp 10.000 năm Mười ngàn năm sau Khi Phật Pháp diệt Kinh Vô Lượng Thọ vẫn tiếp tục Còn tồn tại một trăm năm Kinh này diệt sau cùng Kinh Vô Lương Thọ cũng không có Còn có một câu danh hiệu a di Đà Phật Vẫn tiếp tục thêm một thời gian Cho nên để tử Phật chúng ta Xem cái thế giới này còn rất là lạc quan không bi quan giống như họ thế nhưng tôi nói với họ tai nạn thì sẽ có tai nạn từ do đâu mà ra ở trên kinh phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh phật ở trên kinh thường nói y báo tùy theo chánh báo chuyển y báo là gì vậy hoàn cảnh đời sống của chúng ta chánh báo là gì vậy tư tưởng hành vi của chúng ta hoàn cảnh đời sống của chúng ta tùy theo tư tưởng hành vi của chúng ta mà chuyển biến hay nói cách khác thiện tâm thiện hành của chúng ta thì hoàn cảnh của chúng ta liền sẽ chuyển tốt nếu như tâm không thiện hành vi không thiện hoàn cảnh của chúng ta sẽ đổi xấu Xấu chính là thiên tai nhân họa Cho nên từ ngay trong rất nhiều lời giáo huấn này của Phật Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát Hiện tại người thế gian này Họ mỗi ngày nghĩ đến cái gì? Họ thấy là cái gì? Nghe là cái gì? Nói là cái gì? Làm là cái gì? tỉ mỉ mà quan sát liền biết được cái thế giới này là trị thế hay loạn thế bạn liền rất rõ ràng rất tường tận hiện tại đại chúng xã hội tuyên dương chánh pháp họ không đến nghe Chúng ta cúng dường những tôn tượng Phật Họ cũng không muốn xem Họ muốn xem cái gì Xem những thứ kỳ kỳ quái quái Yêu ma quỷ quái Chúng ta xem thấy rất là lo sợ Họ ưa thích những cái thứ này Phạm âm này của chúng ta Họ không thích nghe Họ thích nghe tiếng reo hò Bạn nói xem còn cách nào Những âm nhạc đó chúng ta đều không thể nghe nổi. Họ quen như không có gì. Cho nên chúng ta mới biết được cái thế gian này có kiếp nạn. Kiếp nạn chưa từng xảy ra. Muốn cứu giảng kiếp nạn này, một phương pháp duy nhất Hiện tại chỉ có thể dựa vào tôn giáo Cho nên tôi sâu sắc hy vọng Truyền giáo sư trong mỗi tôn giáo Lãnh đạo tôn giáo Phải nỗ lực gánh lấy Sứ mạng Giáo hóa chúng sanh Tôi qua lại với mỗi tôn giáo Mục đích chính ngay chỗ này Giáo dục tôn giáo là Giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Chúng ta chỉ có từ nghe chỗ này Nghĩ phương pháp để bộ cứu Hy vọng có thể chuyển đổi lòng người Hy vọng mọi người đều có thể đoạn ác tu thiện. phá mê khai ngộ tuy là các tôn giáo khác không nói thế nhưng đoạn ác tu thiện là tất cả các tôn giáo đều nói chúng ta có thể đem điều này làm cho tốt cái thế giới này liền được cứu kiếp giận liền có thể chuyển ở trong nhà Phật. Nhằm vào căn tánh chúng sanh, xã hội trước mắt. Hóa giải cái kiếp nạn này. Phương pháp rất hữu hiệu, rất đơn giản. Không gì hơn niệm Phật. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói Như Lai do gì xuất thế Vì nói bổn nguyện hải của Di Đà Ý nghĩa của câu này là nói Ba đời chư Phật Ứng hóa ở thế gian Một đại sự nhân duyên Chính là Vì tuyên nói Pháp môn Di Đà cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn không phải các pháp môn khác không tốt các pháp môn khác đều cần phải căng tánh rất tốt vì sao vậy không có cách nói đới nghiệp thành tựu đều là phải đoạn hoặc chứng chân Đoạn kiến tư phiền não Chứng quả A-la-hán Siêu diệt sáu cõi luân hồi Đoạn trần sa phiền não Phá một phẩm vô minh Vậy mới có thể siêu diệt mười pháp giới Chứng được quả dị của pháp thân đại sĩ Đều không dễ dàng căn tánh chúng sanh hiện tại chúng ta không làm được không làm được vậy bất đắc dĩ chỉ có câu a di đà phật đới nghiệp giảng sanh chỗ này nói tạo trọng tội ngũ nghịch hủy bán chánh pháp chỉ cần bạn có thể chân thật triệt để quay đầu cải lỗi tự làm mới niệm phật vẫn là có thể giảng sanh ngày nay chúng ta chọn lấy pháp môn này đạo lý chính ngay chỗ này nghĩ lại xem các pháp môn khác ta đều không có năng lực học cái pháp môn này còn có thể Học qua vài năm Chính mình đầy đủ tính tâm Đích thực Y theo pháp môn này Có thể thành tựu Khẳng định Có thể giảng sanh Cho nên chúng ta Đem pháp môn này giới thiệu cho người khác Không luận ở trên ngôn ngữ không luận ở trên thái độ Không có chút nghi hoặc nào Cho nên người xưa nói a di Đà Phật Ngay trong 48 nguyện Lấy nguyện niệm Phật giảng sanh Làm trung tâm bổn nguyện Lời nói này nói ra Rất có đạo lý không phải không có đạo lý thế nhưng kinh giáo không thể không nghiên cứu không thể không thấu triệt vì sao vậy nếu như không lý giải thấu triệt mê tín bổn nguyện niệm phật có thành tựu hay không Người thành tựu không thể nói không có Có Loại người nào vậy? Người có thiền căn phước đức Thực tế mà nói Chúng ta xem thấy Tình độ thánh hiền lục Trong cần đại giảng sanh lục Những người đó niệm giảng sanh Có rất nhiều bà lão Ông lão không biết chữ, không có đi học. Cái gì là bổn nguyện hay không bổn nguyện? Họ hoàn toàn không biết, người ta dạy họ một câu a di đà Phật, họ liền trung thực lão thật ngày ngày niệm. Sau cùng giảng sanh, biết trước giờ ra đi, đứng mà đi, ngồi mà đi. Rất nhiều Họ vì sao có được thành tựu? Họ thành tựu chỉ có một điều kiện Lão thật niệm Phật Họ lão thật Người lão thật là Trong tâm không có vọng tưởng Có cái bổn nguyện đều là vọng tưởng Cho nên họ có thể thành tựu Họ thành tựu phẩm vị còn cao Chúng ta không thể so được với họ Vì sao không thể so được họ chúng ta ngày ngày khởi vọng tưởng mở quyển kinh ra từ đầu đọc đến cuối luôn là khởi vọng tưởng Nhìn thì làm sao có thể thành công cho nên nói kinh phải biết nói nghe kinh phải biết nghe biết nói lìa tất cả tướng Tu tất cả thiện Phải lìa tướng Biết nghe Bồ Tát mà bên nói Ly ngôn thuyết tướng Ly danh tự tướng Ly tâm duyên tướng Là biết nghe Quả nhiên Có thể lìa tất cả tướng Như những người niệm Phật giảng sanh một lòng một dạ Chỉ có một câu A-di-đà Phật Ngoài một câu A-di-đà Phật ra Trong đầu của họ trống không Không có gì hết Không có bất cứ dòng niệm nào Loại người này chắc chắn giảng sanh Nhất định là giảng sanh phẩm vị cao Họ không có vọng tưởng Không có tạp niệm Chúng ta không bằng họ Không thể so Nếu như có dòng tưởng Có tạp niệm Không còn cách nào thì phải thâm nhập kinh tạng Thâm giải nghĩa thú Chân thật làm cho rõ ràng rồi Làm cho tường tận rồi Tất cả buông xả Cho nên Nguyên nhân chúng ta không thể buông xả là Chưa nhìn thấu Nếu muốn nhìn thấu Nhất định phải dựa vào kinh giáo Thế tôn vì chúng ta nói Pháp 49 năm không gì khác hơn giúp chúng ta nhìn thấu mà thôi chỉ cần nhìn thấu buông xả không khó trong khoảng một niệm liền buông xả ý niệm liền chuyển đổi lại cái ý niệm này chuyển đổi lại liền chuyển phàm thành thánh ngày nay chúng ta khó khăn chính là không chuyển được không chuyển đổi được chính là Đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh Lý giải không được thấu triệt Cho nên luôn là không thể chuyển đổi lại Cũng chính bởi vì như vậy Cho nên chúng ta hy vọng đem thời gian giảng kinh Lại tăng thêm 2 giờ đồng hồ Đạo lý chính ngay chỗ này Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Cái nguyện này chúng ta chỉ giảng đến đây thôi A-di-đà-phật dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cú cổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật